chốn thiên đình mẫu hoàng chứng chiếu. Hỏi tam kỳ tìm con tử hiếu, bao la tình mẹ đại từ, đổ trần miền khắp cả bốn phương. Tình của mẹ cao thâm, thương con cuộc thế gian. Cuộc sống từng ni bao cánh dập dồn, nên mẹ gọi kêu đàn con hãy gắng lo tu lập đức chiên cần, để trọn phần chí nguyện tâm linh. Kỳ đại hội long qua, chí tâm linh các con dựng xây, vẹn tâm tu mới gặp được mẹ thầy. Chí nguyện cho xong đạo đức gắn vững gầy, lập đức bồi công, dùng tình thương cho tròn tâm đạo. Sớm tối cùng chiều, giả mi mèo con trọn đức ân. Mương chốt này đây, mẹ truyền các con dựng tâm lành chí nguyện. Bầu ngọc diêu cung còn gan trở quy hồi, màn chốt con ơi, đại hội long qua lửa tuyển người tài. Lửa người hiền độ phước lành, trọn đời vẹn phần đức tin. Giảng sự quyền chi mẹ độ sanh linh, đứa con của mẫu trở quy hồi. Đặng cao dồi vị cũ ngồi tiền, tình mẫu độ vô biên. Thường chúng con mẹ dạy phước duyên, gắng đi con màn chót đã hết rồi. Thành giả thành tâm thành lòng con đường đã, mai sau con gặp mẫu hoàng nơi thiên đàng chứng độ tử linh. Nói rằng đại hội long qua lửa tuyển người con trai tài gái hạnh, cho nên đức mẫu hoàng mới dạy đạo khắp cả trần ni. Cái đại hội này mẫu mong sao cho tất cả chúng sinh vẹn phận tâm linh nhân đạo, học hành theo cái lý Phật tâm trọn lòng chí nguyện. Trước tu nhân học Phật để mà đại hội này có mặt,
có tên có tuổi các con ở trên chính bệ Ngọc Đình. Thương các con cho nên cái hội chót kêu gọi tàn linh, tâm các con phải trong sạch như pha lê, tỏ xen chính phẩm mẹ đề cũng tiên. Đại hội này các con phải gan vượt qua thử thách để tu hành cho đắc đạo, cho thành công viên mãn, dứt lìa trên cái ngồi sinh tử trong lục đạo khổ thân. Cho nên mẫu gọi kêu các con linh tử linh căn khắp mọi miền thế tục, sứ mạng đồng các con tiến hóa từ tâm linh chân pháp, vững tâm trôi rèn đường đi một bước cũng đến, mà kiên trì cũng qua mấy vạn năm mới có một hội này đó các con. Cho nên mẫu nhắn rằng mấy ức niên mới xây từng cũ phẩm, đưa linh trần trở lại gót son sen, để hội này các con chịu phàm gian tỷ ức năm mới khó về nơi kim khuyết. Cho nên mẫu kêu rằng các con gắng kiên trì, phải vẹn lòng vẹn nghĩa tam can ngũ thường đạo đức nhân luân, dâu hiền trái thảo trọn phận tại gia đình với tổ tông, thì các con mới mong cái đại hội này trời mới chứng, Phật mới ban, mẫu đưa các con về bỉ ngạn mới thẳng trong niết bàn tiêu diêu miền cực là diêu trì địa mẫu đại từ tôn. Mẹ ngồi ngọc đình trong ngóng, mỗi ngày thương con cõi thế, mấy đoạn quá tàn mà linh thần các trẻ chưa về quê. Tam kỳ mẫu ban thánh đức tăng dân, đại hội Long Quang mẹ kêu các con sắm sửa quay về. Trần thế còn đâu vững tâm lành trao chuốt, mấy đoạn quá tàn cả con trần gian chỉ nguyện tâm linh. Mẹ chờ đợi ngọc dinh nơi chốn tiên cung, mong các con trai gái quay về.
dân bản ghi tên. Mẹ muốn các con có bạn đứng đầu. Sắp đến ngày trụng phụng, trong lòng của mẹ nôn nao, mà cõi thế gian các con tính làm sao. Sanh ly tử biệt cõi vô thường, có một không hai hỏi này con phải gán. Nếu có phải trông chờ mấy tí ngày gặp mẹ khó khăn. Tiếng thở dài thương con gia diệt, dạy con trần tâm linh thảm thiết. Ngõ trong phố lụy ta bà, nở hồng trần các trẻ lỡ tạo gây. Con phải chịu đắng cay, thương chúng con mẹ mới hoàng khai. Chân lý đạo con trẻ gan đắp bồi, kề cho quân ba lòng thành tử hiếu. Con khâu khiếu cho tròn, để cung đình gặp mẹ bồng lai. Cuộc sống đời khó khăn, nhìn các con sống giữa nghiệp duyên, mang gánh nặng đau khổ lấy tiền. Sanh tử trần gian cứ mãi đắm chìm, đến tuổi xuân xanh rồi trần gian tuổi già khi tóc bạc. Mấy độ xuân về rồi hạ tàn thảm thiết trần ai. Mãi mãi đắng cay các con chữ chôn vùi trong nghiệp duyên cõi tộc. Này tao gỡ đi con đến hội cộng đồng. Để khỏi tử sanh, khỏi lanh quanh trong sáu cõi ba đàn. Đình mẫu hoàng mẹ chân lòng, con nào có nghĩa có duyên, mẹ sẽ đưa con về tận non tiên. Cho con ly sáng tâm lành, đạo đức dày trí nguyện lập công. Giờ đến cảnh lòng đồng, thương con tận chốn hư không. Mẹ dạy cho con lý đạo xuôi dòng, sanh tử liên miên dòng đời trong quan trai. Bao la tình mẹ diệu kỳ,
cao cả. Thiên liên là một khối tình bao la, rộng cả khắp tam thiên. Diêu trì địa mẫu chúa muôn dân, tạo hóa thiên quyền thiên Phật màu. Các con đã biết được mẹ thì làm sao trong cái cõi đời này các con phải đáp một thâm tình trọn phần để cho các con vẹn đạo tâm hồn sâu sắc. Bởi vì các con xa nhà đã qua lâu, cho nên các con quên đi mẹ, quên đi tổ thầy gốc cội. Sống giữa trần miền chưa tô điểm trong vật chất phù hoa, mà cái đại hội này là đại hội cho sợ các con chịu bôn ba giữa dòng trần tục. Cho nên mẹ mới khơi lại một cái dòng tình thiêng liêng bất tử, để cho xuôi nguồn mới đổ hết khổ sầu đến dương tụ tụ của các con. Nay lệnh mẫu hoàng chiếu diệu trần gian, gọi kêu các linh tử mau mau dự hội long qua đã đến rồi. Lửa người tài đức, lửa người thiện nhân, lửa người nhân đạo vẹn phận, lửa người tam can ngũ thường, chánh phận nữ nhi, chánh tâm nam nhi hiếu trung vẹn phận. Đồng các tử linh gần xa bồi đắp tám màn, nhất nguyện đi các con đừng sai lệch trên cái dòng khổ tục nữa các con ơi. Mẹ đã mở ra pháp màu, nếu các con thấy mến hợp tu tâm vẹn phần đức hành thì các con mới trở về gặp mẹ bồng lai tiên cảnh. Gia diệt mây giảng năm mùa thu mới lá đổ mây bận rồi con, mà biển biệt xa xôi bóng hình các con còn phức giữa bụi trần. Ngài mẹ đã quyết định tìm các con trở về nơi chung cung quê bồng lai chính phẩm. Cho nên các con nào đủ duyên với mẹ gắng tu nhân học Phật đi con, để các con mới sửa chữa lại mình từ cái xấu thành cái tốt, từ cái sai trọn phần cái trúng, để các con đảm nhiệm được tâm linh từ trí huệ sang suốt của các con. Phật tâm đều đầy đủ trên cái nhân duyên tại trần hồng. Sợ các con khổ chơi dơi giữa dòng dòng quán tay, cho nên mẹ mới nhắc lại nhắc đi, tìm con mới thủ thị. Nghĩa mẫu tử thâm tình, cho nên mẹ mới dạy đi dạy lại đôi lần, mà lần này là lần chót trong đại hội tiên thân.
mấy vạn ức niên mới gặp được mẹ kim bằng giao trưởng. Cho nên cái cơ hội này mong các con thanh đức bình an, đạo tâm dồi mài tinh tấn, để thành đạt được một cái cơ duyên tam kỳ. Các con ơi, mẹ mong mỏi rằng kỳ chót này các con phải trở về với nguyên quang thanh tịnh, dứt trừ phiền não, đoạn diệt tiêu trừ hết cái nghiệp chướng đã từ lâu. Mẹ mong các con kiên trì đắc tâm đắc quả đắc lòng, tam ơn này mẹ đã cạn lời giải dỗ. Mong các con giác ngộ, hãy lo trọn phận để dồi mài tinh tấn, làm lành lánh dự, ý lời mẹ dạy đừng sai. Mẫu tử tình thâm đem câu quyết mạch, chỉ cho con một con đường cuối cùng, để cho các con đi cho vẹn phần tâm lành chí nguyện. Diêu trì kim màu đại từ tôn, mở khai hồng ân, đưa cho linh tử chiên đò chót, tâm thành gặp mẹ chốn thiên cung. Diêu trì tạo hóa quyền thiên đại từ tôn chứng minh. Hỏi này kỳ ba chiến chót, dương trần các con còn mót, ai ai cũng được đắp bồi, ai ai cũng được về tòa long quan. Cơ hội này không xa, ráng đi con nghe mẹ thiết tha, tu nhân học Phật theo chân lý mẹ dạy truyền. Tham thiết thương con cần miền gây nghiệp chướng, hôm nay con gắn nguyện lòng, nghiệp tận miền chớ tạo đừng dài. Không tạo không dài, gán lạc trai tìm phương hướng để thoát từ nơi mình. Chí nguyện chí tâm trọn phần đạo lòng, mẹ độ cho con sớm cùng chưa tầng miền con vẹn phần, lấy đức tầng miền đức thắng tài vẹn phần tu tiên. Giảng pháp thiên liên mẫu chỉ mong con dũng lòng son chân thật, để được phong danh nơi tụ phẩm sen vàng. Tiếng đạo cung chi mẹ dùng quyền cơ độ hộ khách dương trần, bấm phím đàn độ phụ. Hỏi này chỉ nguyện dân vua
để các con trở về xây đạo đoàn vẹn phần hiếu trung. Bóng hình các con mẹ thương nhớ, bao năm dài tình thiêng liêng muôn thuở. Nghĩa mẹ tình đời, đạo đức lành gian dạy khắp nơi. Tạo quá thiền đã từ lâu, mẹ xót thương con trên nghiệp chướng dương gian tối tục đỏ đài. Nên mẹ gọi kêu thiên tình tham thiết, mong các con mỗi loài vững tâm lành chí nguyện thế gian. Vạn vật mẹ sanh ra chủ quyền thiên trên mẫu nghi mẹ tạo con thờ. Nhân thế nhân tâm vẹn đạo cuộc đời, bầu sữa thiên liêng mẹ muốn cùng con trở về nơi vị trụ. Hai chữ đắp bồi để vẹn phần nhân đạo luân tâm. Nhờ anh vô vi mẹ quá truyền khai độ phù cho con tộc. Nghĩa mẫu tình thương trải khắp muôn loài, cố gắng đi con phải lo xong đừng để giả bồi hồi. Đạo với đời mẹ độ đời, thiên tình mẫu từ bao la. Vì sao con nghiệp chướng bôn ba, nên nay mẹ nhắc để con tường. Cuối hội này con mới đặng thành công. Kỳ chót lòng đồng thương chúng con trí huệ chưa minh, nên nghiệp thế gian quay bo lấy mình. Mẹ chỉ mong sao từ đây con hết khổ. Minh minh chánh đạo tam kỳ, đức mẹ hiền hộ độ chúng sanh. Nói mãi là nói chừng nào mới hết nguồn mạch huyết, nói cho đến khi cái đại hội tàn, các con về với chị cũ mới an. Cho nên mong các con trong các đạo đàn giữ làm sao cho tròn câu huyết mạch. Chị ngã thì em nâng, em ngã thì chị nâng.
tất cả các con đều một bầu sữa mẹ. Cho nên đừng có câu co với nhau, hãy cùng thương yêu cho vẹn tình tại cầu. Con ơi, mẹ thương các con bao nhiêu thì các con phải dũng tình thương của mẹ mà rải khắp cho muôn phương bấy nhiêu. Đừng ích kỷ ỷ lại, các con đồng tất cả nữ nam. Các con có đủ trí huệ thì hãy thương cho những người chưa có trí huệ. Các con có đủ quyền lực thì các con hãy thương cho những người cơ nhỡ. Các con có đầy đủ phước lành thì các con thương cho những người đang thiếu kém. Sống trong cái dòng luân hồi này, các con chịu nghiệp chung, nhưng có đứa giàu, đứa nghèo, đứa khổ thì cũng trong cái khổ ải sanh tử mà luân hồi quả bao cho các con. Cho nên các con một bầu sữa mẹ thì nay thôi gắng cùng nhau mà đắp xây cho vẹn tình thương của Phật màu. Giảng năm dài xuống trần các con cách mẹ xa cha, ấm lạnh các con chịu khi đau đớn giữa trần các con cũng khổ ải triền miên. Cho nên thắm tình thiêng liêng bất tử, mẹ muốn rằng các con phải vững tâm vững tri, hay định soi sáng từ một cái lý chân chánh ở tâm hồn. Không mơ danh lợi, không xa vào nghiệp lực mà hư thân giữa tục trần. Hãy hỷ xả cùng nhau để dìu cho tất cả các anh em đạo lành tiến về bên mẹ. Diêu trì địa mẫu đại từ tôn. Thiên đình mẫu hoàng trong ông, con thờ sớm chiều đạo đức. Lo tu lập hành tam kỳ để trọn đời thọt chốn lâm ly. Kỳ cho con ơi ráng lo xong để hư không con trở về Tây, con mới gặp mẹ hiền. Mẹ đợi chờ con sớm chiều nơi cửa thanh, mong con nam nữ đắp bồi đặng trao dồi chân lý mẹ khuyên. Nữ trên cõi bồng tiền thương chúng con, ngày tháng phàm trên cuộc sống phải chịu lìa sầu. Nay đến cùng tiên mẹ dạy đạo màu, gom các con cùng đạo tiên trở về nguồn cội.
pháp mẹ truyền. Chữ đạo tứ ân con gắng lo dẹp đạo kim thiền. Đức diêu trì mẹ đạo lành soi đường thiếu đuốc giảng sanh, chỉ hướng cho con trở lại quê xưa, để con nam nữ đắc đạo lành sớm viên thành công quả nguyện ba. Lời của mẹ thiết tha đức từ thi tạo quá thiền, con hỡi con ơi mẹ đợi cung rồng. Các con gắng lo đạo lòng dung bón, mời thắp thon cửa luân hồi, mẹ mong rằng con trở lại cung tiền. Cái tấm lòng của mẹ mãi mãi vì con, miễn cứu được chúng sanh trở về nơi ngọc cảnh. Dù lo lắng trăm phần, dù sương gió, mẹ cũng ra đi. Đây tìm lại cái năm ruột mà ngày xưa con đã ra đi quên về vị cụ. Bởi nguồn cho đã hết rồi nên mẫu mới kêu rằng con hồi con ơi. Thương mẹ nơi cõi ngọc đình chính phẩm, thì các con hãy gian trọn phần lấy chánh đạo là một con đường tối thượng tối cao. Lấy quyền môn mà xét soi cho tận từ chân lý nhìn, diêu cung mẫu đợi sớm chiều, con nào thương mẹ mà dắt diều lo tu. Đạo pháp căn xưa mẹ đã truyền trong ngàn năm cõi tù, nay nhắn nhủ linh bà trong vạn ức chúng sanh. Nguyên chiều nay đã hết rồi con, gắng lo tròn tâm đạo, một lòng một dạ lạc trai, tìm một con đường trở về nơi chính phẩm. Đinh đinh giữa bể trầm khá, các con phải chịu bôn ba một mình. Nay thiên tình của mẹ đã gọi khắp bốn phương, đòn kêu thấm thẩm dân dương lòng sầu. Các con cố giữ đạo màu, điểm linh trên mẹ long lầu bán khai. Tam kỳ kêu gọi gai trai, con
thương mẹ bồng lai mau về. Chữ tu sớm tối cận kề, làm sao cho dẹp mới trở về vì xưa. Giữ trì kim mẫu đại từ tôn, cuối lời chúc chúng cầu bổn pháp đạo đồng sớm chưa đường đạt. Mau mau trở lại quê nhà, nguồn cội nhiệm màu trên chính bệ long quê. Chúc đạo đồng bốn phương nghe lời kinh trên của mẹ ba, đặng quân ba bước xuống thiên thần. Kẻo ai ơi kẻo trễ trần thế, kẻo trễ chiến đỏ chiều để khổ sầu kêu gọi trần gian. Giờ trên tâm linh cầu cho linh căn ai ai cũng được chí nguyện tâm trọn đạo thiên định. Hãy gắng lo xong bổn phận của mình, để cõi tiên cung mẹ khỏi buồn lo, bởi vì con khổ tục cầu cho đạo đồng sớm tối cùng chiều vén phần mũi tương. Đường đáp sớm trưa để cùng nhau trở về nơi Tây Cảnh, thoát chốn trầm kha lì đổ trần miền. Hãy gắng đi ai chọn lòng son chỉ nguyện kiếm truyền. Lại mẫu hoàng mẹ thương tình, tam kỳ xây chuyện cho con, đạo đức trần gian vẹn phần sắc son. Trên cung tiên con lại mẫu hoàng, mẹ chứng lòng cho Phật tử gần xa. Thì chót tại gia ai ai cũng lo, chớ lập xong để về trên chính phẩm liên đài. Mẹ mẫu thiêng liêng con cầu trên mẹ chứng, xin mẹ độ đảo tràng cho xa gần sớm được bình an. Cuối lời chúc cầu đạo tràng bốn phương, Phật tử tâm linh cố nhịn nhường, một bước tiến thân về quê cũ, diêu điện ái chờ đặng long quê. Cuối lời xin chúc cầu cho tất cả Phật tử gần xa, nghe lời pháp nhiệm của Đức Mẫu Từ,
trên quân ba giác ngộ tâm lành thấm đường. Cầu cho ai ai cũng được trí huệ sáng minh, đạo lành viên mạng, trọn phận trọn công trọn hiếu nghĩa. Tâm linh chí cầu chí thần trên đức mẹ mẫu từ ban thai. Cũng cầu cho tất cả Phật tử cửu quyền thất tổ được siêu sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Kẻ hiện tiền phước thọ tăng long, tâm linh sáu chữ lập công bồi đức, để cho phúc lành tam ơn sớm được viên mạng. Lại cầu trên đức mẫu từ Tây Cành thiêng liêng, mẹ ban khai cho tất cả chúng con tại thế tục này an khương đạo pháp, trở về nơi cửa thánh quê xưa. Từ mẫu vô di nhờ mẹ đưa cho các linh tử bốn phương xuống đọa đại đạo. Kim giai hoàng mẫu địa mẫu diêu trì chúa muôn dân, đạo đức tâm linh đặng tinh thần, mẫu nghi thiên hạ nguyên ba cứu độ sanh chúng trở về nơi cảnh cũ diêu cung. Đức thánh mẫu từ tôn khai hoằng pháp đạo, đưa linh tử linh căn vạn ức quy hồi ngọc cảnh. Nam mô diêu trì địa mẫu đại từ tôn, nam mô diêu trì địa mẫu đại từ tôn. Cảm ứng chứng minh cho con trẻ A Di Đà Phật.